Hello, xin chào cả nhà, lại là Cherry đây. Hôm nay là lễ hội Halloween ở Canada. Thì thường lễ hội là mọi nhà ai cũng trang trí những mặt cười hoặc là biếu ngô ở ngoài thế này. Thường là nhà ai mà có đèn ở ngoài là ở trong sẽ có bánh kẹo chuẩn bị cho trẻ em. Thường lễ hội Halloween này trẻ em thường họ đi là trick or treat, thì họ đến từng nhà gõ cửa và mình chuẩn bị kẹo sẵn, hoặc là một số nhà họ để kẹo trước luôn. Thì hôm nay là cả nhà mình chuẩn bị kẹo, bánh kẹo. Thì mẹ hôm nay sẽ đứng ngoài và phát, vì hôm nay là vẫn là COVID bên này cho nên là phải có khẩu trang. Và năm nay thường là chuẩn bị kẹo ít hơn mọi năm khác. Đó, chuẩn bị kẹo, chuẩn bị bánh kẹo cho mấy bạn nhỏ. Mấy bạn nhỏ thường là dưới 10 tuổi, họ đến từ nhà, họ gõ cửa, ba mẹ có ba mẹ đi theo. Thì lớn hơn nữa là mấy bạn Happy Halloween. Yeah, where are you? I can wear it. Gotta go far. Man comes up to the door, trick or treat, and he's on his cell phone. I know. He did say sorry about that. What? Who's trick-or-treating with a cell phone? That's a white one. And your point is? That's right. I wasn't going to give you your point. Mommy gets trick-or-treat too. I want trick-or-treat. Cheers! Happy Halloween! Just a moment, you have to go to the bathroom. Hold your bags up. You got it ready? Hey, Ren. Oh, peekaboo! Any more, kid? Yeah. A little kid. So far, nothing very amazing. The leader come. Thank you.
Yep. It's okay. Yeah, because I have... Richards. Oh, yeah? Yep. Oh, yeah, one did fall out.